Dịch bệnh bùng phát thì gây nên sự xáo trộn của rất nhiều gia đình, và gia đình chị là một trong những số đấy. Cái nguy cơ để mắc lại các bệnh đấy cũng không phải là cái khả năng có thể tránh khỏi được. Thời điểm này thì ưu tiên số 1 cho các con vẫn là về mặt sức khỏe. Pantado. Hello everybody, my name is Abby. I'm 5 years old. My favorite food is an ice cream. I like playing with dolls. My favorite color is pink. I like reading books and learning English. I'm Pantado. Thank you. Chào em, chị là Thiên Hương. Năm nay chị 35 tuổi, chị là giáo viên của trường quốc tế. Và khu vực hiện nay gia đình chị đang ở là khu vực Mỹ Đình. Dịch bệnh bùng phát thì gây nên sự xáo trộn của rất nhiều gia đình, và gia đình chị là một trong những số đấy, khiến cho công việc đình trệ, con cái đi học gặp rất nhiều khó khăn. Và chị cũng chưa biết là bao giờ trường học mở lại để cho các con tiếp tục việc học. Khó khăn đầu tiên mà các gia đình gặp phải cũng như chị đấy chính là cái sự đặt niềm tin. Chị nghĩ rằng việc học ấy không phải là 1-2 ngày là có thể mình biết ngay được là cái khóa học đấy có chất lượng hay không. Mình trao niềm tin vào một cái khóa học nó không chất lượng thì lúc đấy là mình sẽ lãng phí thời gian, công sức của cả gia đình và của con. Đặc biệt là cái niềm tin của con nó vững vàng trong những cái đợt học sau, nếu mà mình mong muốn cho con học nữa. Là một người rất là cẩn thận thì chị cũng tìm hiểu rất là nhiều chương trình. Chị thấy rằng là Pantado có những cái ưu điểm vượt trội hơn so với lại các trung tâm khác. Ví dụ như về mặt chất lượng giáo viên, về sự nhiệt tình của giáo viên, đặc biệt là cái đội ngũ quản lý chất lượng giáo viên. Qua mỗi buổi học là chị nhận được báo cáo về tình hình học tập của con để mình biết được những ưu điểm và nhược điểm của con trong buổi học để khắc phục kịp thời luôn lúc đấy. Và thứ hai nữa là khi mà tham gia cái chương trình học của Pantado thì chị được tham gia vào cộng đồng anh nuôi Pantado. Tại đấy chị được chia sẻ, giao lưu kiến thức với tất cả các cha mẹ khác, với chị Phan Hồ Điệp, và học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ các cha mẹ, và điều đấy làm chị rất là hài lòng và yên tâm. Rất là nhiều phụ huynh giao con đến trường và phó mặc cho nhà trường, cho thầy cô, thì cái này thì thực ra mình cũng phải thông cảm, bởi vì là nhiều phụ huynh là đi lao động làm việc cả ngày mệt mỏi, làm xong việc nhà thì chỉ kịp nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục làm việc. Thứ hai nữa là rất nhiều phụ huynh là không có cảm thấy mình là không đủ cái khả năng nghiệp vụ sư phạm, nên là cũng rất là ngại học cùng con, đồng hành cùng con. Đấy, nhưng mà cái kết quả để con có một cái kết quả vượt trội thì với kinh nghiệm của mình, không chỉ môn tiếng Anh mà còn rất là nhiều môn khác, là ba mẹ nên đồng hành cùng con. Mỗi ngày không cần nhiều, chúng ta chỉ cần 15-30 phút. Ba mẹ có thể là ngồi bên cạnh con làm việc, công việc của mình, và ngồi cùng con trong lúc con đang học, thì con sẽ cảm thấy rất là yên tâm. Và đồng thời đấy cũng là một cái cơ hội để nuôi dưỡng, phát triển hơn cái tình cảm trong gia đình. Want to see a duck? A duck? Quack quack quack. Yes, okay. And can you sing a song of a shark? Sing a song. Shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark.